Các bạn, hôm nay mình sẽ làm món thịt gà kho tiêu nhé. Để làm món thịt gà kho tiêu này, các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu cho mình là thịt gà này, khoảng 500g đùi gà này, 2 thìa đầy cà phê hành tím băm nhỏ này, 1 hạt tiêu này, giã dập rồi này, bột canh này, lương mắm này, và một chút đường để khi mà mình nấu xong mình lêm lếm vào cho nó giảm bớt cái độ vị mặn của mắm và gia vị. Đây là nguyên liệu để ướp, còn đường thì mình sẽ cho sau, và một chút hành lá để sắc lên cho đẹp ấy. Còn bây giờ trước tiên là mình ướp đã. Ướp thì mình sẽ ướp là gà với hành tím băm nhỏ 2 thìa. Đây, 2 thìa cà phê đầy hành tím băm nhỏ này. 500g thịt gà mình sẽ ướp với 2 thìa này. Hạt tiêu các bạn cũng ướp với 1 thìa. Còn 1 thìa sau lúc nào mình nấu xong mình sẽ rắc lên trên. Mình dùng 2 thìa hạt tiêu xay như này thôi, thì hôm nay mình dùng rất ít thịt gà. Bột canh các bạn dùng 1 thìa cà phê. Mắm các bạn cũng dùng 1 thìa cà phê cho mình. Bây giờ các bạn trộn đều với hỗn hợp này, ướp trong vòng 20 đến 30 phút. Các bạn không ướp lâu nhé, vì ướp lâu thì cái hành này nó sẽ làm cho gà chúng ta bị chua. Nên mình chỉ ướp từ 20 đến 30 phút thôi, cho nó ngấm gia vị đó. Sau đó các bạn đi rán sơ qua và sau đó mình kho. Dùng đùi gà thì thịt gà nó sẽ chắc hơn, ăn sẽ ngon hơn các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi khoảng 20 phút sau mình sẽ đi nấu nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít đường nữa. Và một ít đường này, và một ít hạt tiêu để khi mà mình nấu mình cho thêm vào. Ngoài ra các bạn chuẩn bị một ít hành lá, các bạn rắc lên trên cho đẹp. Còn muốn thịt gà chúng ta nó đẹp hơn ấy, thì các bạn có thể cho một ít nước hàng hoặc là không cho cũng được. Các bạn chuẩn bị một cái chảo nhé. Các bạn cho khoảng 2 đến 3 thìa cà phê dầu ăn vào như này. Rồi các bạn cho gà vào rán sơ qua trước. Gà các bạn rán sơ qua hai mặt nhé. Rồi sau đó mình sẽ cho gia vị vào và một chút nước vào mình kho. Món kho này các bạn nên để còn lại một chút nước sền sệt ăn mình sẽ dưới với cơm trắng thì sẽ ngon hơn. Để cái mùi của tiêu nó còn đậm đà, nó không bị mất cái mùi tiêu thì các bạn lên chỉ cho một chút hành thơm như này thôi, các bạn không cần phải cho các gia vị khác như sả, ớt, các thứ, nó sẽ làm cái mùi tiêu nó bị mất đi. Bây giờ khi mà gà nó đã vàng hai mặt một chút như này, chém xém lại như này rồi, các bạn có thể chắt bớt cái mỡ này ra, hoặc là các bạn cho luôn gia vị vào và ít nước vào các bạn kho. Các bạn cho thêm gia vị và để kho. Thì hôm nay mình chỉ ướp thôi, còn bây giờ mình muốn kho thì mình phải cho thêm gia vị. Khi gà mà đã được rồi như này rồi mình sẽ cho nhé nửa muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng canh muối, mình nói nhầm, nửa muỗng canh nước mắm, một muỗng canh nước lọc, một thìa đường. Các bạn cho thêm một nửa thìa hạt tiêu nữa bạn cho nó thêm vị cay. Một thìa cà phê mì chính. Và 1/2 thìa cà phê bột canh.
các bạn nêm nếm lại gia vị như này cho mình. Nước hơi ít thì mình có thể cho thêm một ít nước đun sôi nữa, nước nóng nữa. Các bạn cho thêm một thìa nước nóng nữa vào như này, mình đậy vung lại và mình đun. Các bạn đun cho cạn nước là được nhé. Khi thịt gà đã sền sệt như này rồi, các bạn cho mình mở thìa hạt tiêu nữa lên. Vì gà kho tiêu mà lên mình cho khoảng 2 thìa hạt tiêu tất cả và cho hành lá nó cắt lên trên. Bây giờ mình đảo đều và mình tắt bếp là được. Mình để lại một chút nước sốt sền sệt này ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi giờ mình tắt bếp, mình bày ra đĩa là được. Đây là mình đã xong món gà kho tiêu đấy các bạn ạ. Các bạn muốn màu đẹp hơn thì mình như mình nói lúc trước, các bạn có thể cho một chút nước hàng nhé, hoặc là thắng đường các bạn, thắng đường cho cái màu nó đẹp hơn. Bây giờ chỉ bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Ăn món này ăn với cơm trắng rất là ngon. Đây là những món ăn cơm bữa cơm gia đình của gia đình nhà mình. Mình làm thường làm như vậy cho hai người ăn và một em bé. Với em bé thì mình thường thường là khi ăn mình toàn mình nhúng qua cái bát nước canh để cho nó hết cay. Dưới cái phần nước sốt này lên trên là được rồi ạ. Món gà kho tiêu của chúng ta nhìn nó rất là hấp dẫn rồi ạ. Như này là mình đã làm xong món thịt gà kho tiêu rồi đấy ạ. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Bây giờ mình sẽ nếm thử một chút nhé. Rất là đậm đà, rất thịt gà rất là thơm và ngon các bạn ạ. Mình sẽ tạm dừng video tại đây nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm món gà rang đơn giản nhé, cho bữa cơm gia đình nhé. Món gà rang này làm rất là đơn giản nhưng ăn nó hơi đặc biệt một chút. Trước tiên là các bạn chuẩn bị cho mình thịt gà này, các bạn trần qua này, rửa sạch với lông muối rồi các bạn trần qua với nước nóng này để cho gà chúng ta hết cái bọt bẩn này. Khi mà gà chúng ta chuẩn bị xong rồi, mình để ráo nước này rồi thì các bạn ướp cho mình một chút muối này. Đơn giản lắm các bạn, món này rất là đơn giản nhưng ăn hơi đặc biệt một chút. Vì nhà có bé nên mình chỉ ướp một chút tiêu, một chút đường và một chút nước mắm. Một chút nước mắm thôi nhé, các bạn đừng ướp nhiều. Tùy theo khẩu vị của gia đình mà các bạn ướp. Đây là mình nấu bữa cơm trưa, nhân thể mình quay luôn. Một chút này, mắm này tạo mùi thơm. Khi mà mình nấu mình gia giảm thêm. Một chút mắm này nó không bị chảy nước ra đâu các bạn ạ. Ướp nhiều nó sẽ sợ bị chảy nước, ướp ít này không sao ạ. Các bạn để gà khoảng 20 phút là mình sẽ mang đi nấu. Trước khi nấu thịt gà thì mình sẽ chuẩn bị đây là gồm có này, xả thái lát này, xả thái sợi này, hành tím này, thái này, ớt mình nhầm, gừng này, thái này, và một ít lá chanh. Bây giờ mình sẽ đi phi thơm chỗ này trước đã, sau đó mình sẽ rang gà. Các bạn cho mình là khoảng 2 thìa dầu ăn thôi nhé, không cần cho nhiều đâu ạ. Mình phi dầu sôi, mình cho hết cái phần này vào, mình phi thơm lên, sau mình sẽ bỏ ra và mình rang gà. Lấy luôn cái mỡ ăn này, dầu ăn này, cái chảo này để mình rang gà, nó sẽ có mùi thơm của các cái thứ này. Nhưng mà mình vì sao mình lại không rang cùng, vì rang cùng nó sẽ bị cháy ấy. Nên các bạn rang qua trước như này, phi thơm trước như này. Sau khi mà mình rang gà gần chín mình mới đổ lại vào.
thì nó sẽ thơm, nó sẽ không có cái mùi khét, cái cháy của nguyên vật liệu. Rất là đơn giản thôi các bạn ạ.